Mến chào các bạn, hôm nay cô ba đã đi đại siêu thị Costco. Vừa bước vào thì đã bị choáng ngợp với sự lộng lẫy và xinh đẹp của những đèn Giáng sinh. Với nhiều loại hình dáng và mẫu mã khác nhau, bắt mắt vô cùng. Vì vậy cô ba xin chia sẻ với các bạn. Các bạn có chấm cái nào thì hãy nhanh chân lẹ tay đến Costco nha. Đây là thành phố Liverpool. Nơi đây có rất nhiều chung cư mới xây. Những căn chung cư này ở tại địa điểm rất thuận tiện vì nó gần mọi phương tiện cho sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Chỉ vài trăm mét là đến các phương tiện giao thông công cộng, trung tâm mua sắm, trường học, bệnh viện, vân vân và vân vân. Giá cả bất động sản nơi đây thuộc tầm hơi thấp ở Sydney. Chỉ tầm 500.000 Úc Kim là bạn có thể có được một căn chung cư 2 phòng ngủ mới toanh. Cư dân nơi đây thuộc dạng đa sắc tộc. Cũng có khá nhiều dân Việt Nam sống rải rác ở các khu lân cận. Và họ thường đến Kapramatta để mua thực phẩm Á Châu. Ga xe điện và xe buýt Liverpool hoạt động rất sôi động, nên rất tiện lợi cho cư dân di chuyển khắp nơi. Đây là đại lộ Him Highway. Đại lộ này luôn tấp nập xe cộ. Từ đại lộ này các bạn có thể đi đến nhiều nơi ở Sydney và các vùng ngoại ô rất là tiện lợi. Nhưng nên tránh những giờ cao điểm, vì vào giờ cao điểm có khi trong một tiếng đồng hồ các bạn chỉ có thể di chuyển được chỉ vài km mà thôi. Vừa bước qua cửa Costco thì cô ba nhìn thấy cây đèn Giáng sinh và ông người tuyết to lớn. Cây đèn Giáng sinh màu sắc vô cùng rực rỡ do nhiều chiếc đèn LED nhỏ nằm ẩn giữa các sợi dây kim tuyến đang xen kẽ nhau và được tô điểm nổi bật với những chiếc đèn tròn lớn đủ màu. Nhìn thật là vui mắt phải không các bạn? Hai chiếc đèn Giáng sinh này mà để trước cửa nhà là rất tuyệt vời nha. Ông người tuyết có giá là 400 đô, còn cây đèn Giáng sinh thì có giá là 500 đô đó các bạn. Wow, dàn đèn ở đây đẹp quá các bạn. Những con nai này mà để ở trên nóc nhà thì rất tuyệt. Còn những cái đèn xanh tím vàng bên dưới mà gắn quanh các khung cửa thì bảo đảm sẽ nổi bật cả khu phố. Dàn xe quà và ông Noel này mà trưng trên nóc nhà hoặc là trước sân nhà nhìn cũng rất là hay đó các bạn. Chiếc đèn cảnh người tuyết này mà treo trước nhà thì cũng rất tuyệt.
tượng cô thiên thần và cảnh chúa hài đồng nhìn rất đẹp, phải không các bạn? Năm ngôi nhà màu đỏ với tuyết trắng phủ lên trên, thật là tuyệt vời. Wow, ngôi nhà đẹp quá các bạn ơi. Những nhân vật của Disney được trang trí ở đây thật là đẹp. Wow, những con chuột và những con chó của hãng Disney ở đây nhìn đáng yêu quá. Xe lửa với các nhân vật Disney này nhìn cũng quá tuyệt vời, phải không các bạn? Dễ thương quá. Bộ này cũng nhìn cưng gì đâu. Ông già Noel bị che mặt, thật là không thích chút nào. Chiếc xe quà này thì nhìn đẹp ơi là đẹp. Đúng là vũ khí người ta mà. Con nai cầm đèn này nhìn cũng hay hay ha các bạn. À, nó cũng có nhiều nhân vật. Cô ba thích ông người tuyết nhất. Nhìn mặt ổng dễ thương quá ha. Hai con nai bằng gỗ này đẹp quá. Tượng chúa hài đồng này thật là đẹp. Cây những chú người tuyết này nhìn nó dễ thương gì đâu đó. Những vòng Giáng sinh này mà treo trước cửa nhà thì còn gì bằng, phải không các bạn?
lồng đèn cầy này mà để bên cửa kính thì thật là tuyệt. Thêm cho cây Noel, tạo thêm sự rực rỡ cho nó. Đẹp quá các bạn ơi, các bạn có bị mê hoặc không nè, chứ cô ba thì bị rồi đó. Ở Costco, các cây thông Giáng sinh có nhiều kích cỡ và được kết hợp với nhiều đèn LED. Như cây này cao 3,6 m, là cây cao nhất ở đây đó các bạn. Nó có giá là 1.900. Theo như ghi chú ở đây thì dàn đèn LED siêu nhỏ đi kèm với cây Giáng sinh, tất cả đều có 5 chức năng ánh sáng và 13 mức độ sáng. Thân cây thì được làm bằng kim loại đó các bạn. Đẹp quá phải không các bạn? Đúng là tiền nào của nấy ha. Cây này thì có chiều cao là 2.7 m đó các bạn. Còn cây này cao 2.2 m, để trang trí bên cầu thang như trong hình, nhìn thật là hay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết chương trình. Cô ba mến chúc cho các bạn luôn được bình an và hạnh phúc. Thân ái, chào tạm biệt.